xã hội việt nam thật giả lẫn lộn người nông dân biết phải làm sao asanjo và những đồng chí hàng tàu mang danh hiệu việt chưa bị lộ xã hội cái gì cũng giả mỗi lửa nhau là có thật tôi không ngạc nhiên về việc asanjo một thương hiệu điện tử đang làm mưa làm gió trên thị trường thời gian vừa qua dưới mác hàng việt nam chất lượng cao với công nghệ nhật bản mà thực tế là hàng trung quốc trôi nổi đưa về việt nam để lắp ráp cuối cùng thì lý lịch của công nghệ uy tín nhật bản như quảng cáo đã được trả về đúng với xuất phát điểm ban đầu Tất cả linh kiện của Asanzo được nhập theo container từ 4 công ty thuộc tỉnh Chiết Giang, 10 công ty ở Quảng Đông, 2 công ty ở Quảng Châu và 6 công ty ở Hồng Kông. Từ cái mớ linh kiện trôi nổi 22 công ty Trung Quốc ấy đã đưa về Vĩnh Lộc lắp ráp, ráp cho thành các sản phẩm điện tử, điện lạnh ấy, đã lừa đảo hàng triệu người Việt Nam bao nhiêu năm qua. Bây giờ khi sự việc bị phanh phui, có lẽ người mất mát nhiều nhất là người tiêu dùng chứ không ai khác. Nhưng cái khốn nạn ở chỗ, sự lừa đảo không chỉ là tiêu dùng mà ngay trong nội bộ cái gọi là nhà máy lắp ráp ấy đã đẩy những công nhân gây thơ vào gánh thay những thương vụ gian dối và lừa lọc đồng bào. Giấy đăng ký kinh doanh với giám đốc công ty là HTSQ. Thực tế thì tháng 6 năm 2018, vợ chồng chị Quy từ quê lên Vĩnh Lộc làm công nhân cho nhà máy Asanzo tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc với công việc khui thùng và chạy xe chở hàng. Khi mới vô làm, công ty nói chứng minh nhân dân photo của tôi bị mờ nên yêu cầu tôi phải đưa bản chính để làm thẻ ATM trả lương. Mấy ngày sau, một người tên Kiều gọi tôi lên văn phòng nói rằng trước đây mượn chứng minh nhân dân của tôi để nhập hàng nhưng bị hải quan giữ lại. Họ nhờ tôi ra hải quan ký tên lấy hàng về rồi phụ cấp tiền cho tôi. Do tôi không mở công ty, không làm giám đốc, không nhập hàng gì nên không đồng ý. Hôm sau vợ chồng tôi sợ quá, nghỉ việc về quê luôn. Chị Quy trả lời trên báo tuổi trẻ ngày hôm nay. Vậy đây không chỉ là việc lừa đảo đơn thuần mà cố tình dùng những người vô tội để đi tù thay. Rất may là vợ chồng cô công nhân chân chất này đã từ chối. Đây là một sự táng tận lương tâm và lừa đảo một cách bài bản, trắng trợn cả hệ thống luật pháp chứ không đơn thuần chỉ là lừa đảo người tiêu dùng. Và những đồng chí chưa bị lộ. Không chỉ Asanzo với đỉnh cao công nghệ Nhật mà có rất nhiều những thương hiệu không biết từ đâu ra, chỉ biết sản phẩm cao cấp từ Đức, từ Mỹ, vân vân là những thứ gắn bó với bạn hàng ngày như buồn tắm, quạt máy, máy lọc nước và rất nhiều thứ khác nữa, thậm chí như tấm giấy khăn ướt cũng Quảng Đông, Quảng Châu, Quảng Tây tất. Đau đớn thay, có những thứ như sữa bột cao cấp với từng bao tải trở qua cửa khẩu lao bảo, về Việt Nam trở thành những ống sữa bột nhập Mỹ, nhập châu Âu vào bụng hàng triệu trẻ em kia kìa, rồi chống loãng xương cho hàng triệu người già nữa kia kìa, cũng là từ Quảng Châu, Quảng Đông chứ đâu ra. Tầm 7 năm trước, bạn vẫn chưa thể quên một thương hiệu thời trang cao cấp bị quản lý thị trường bắt tại một khách sạn lớn ở thành phố Hồ Chí Minh vì hàng hóa không rõ nguồn gốc. Lúc đó người ta xác định số hàng hiệu đó là lậu chứ không phải giả. Tuy nhiên câu chuyện đằng sau lại kinh khủng hơn. Một ông trùm của ngành hàng hiệu Việt Nam lúc đó chuyên nhập hàng tàu về lấy mát các thương hiệu thời trang cao cấp bán tại Việt Nam, vốn là đối thủ không đội trời chung của ông chủ có lô hàng bị bắt ở khách sạn kia. Trong cuộc thương chiến một mất một còn, ông trùm này biết trước mình sẽ bị ông kia chơi nên ra tay trước. Ông kia bị bắt lô hàng gần như sạt nghiệp. Ông trùng còn lại thì vẫn sống phê phê với mớ hàng hiệu Quảng Đông. Từ đó cho đến nay vai vế của một đại gia lớn. Vợ con và con dâu thì được báo chí tung hê đến mức thậm chí. Con trai Rickit uống một ly trà sữa cũng được báo chí săn như xoái ca để rồi xem nhân quả có thực sự nhắm mắt bỏ qua cho những kẻ như vậy hay không. Câu chuyện hàng tàu gắn mác thương hiệu Việt, các ông chủ, bà chủ trở thành doanh nhân thành đạt nữ hoàng doanh nhân, hoa hậu doanh nhân cũng nhàn nhản mỗi ngày. Chẳng nói đâu xa xôi, hầu hết các bà chủ kem trộn, ông chủ mỹ phẩm giàu lên một cách kích xù, thuê các diễn viên ca sĩ livestream mỗi ngày để bán hàng lừa gạt cộng đồng. Không là những kẻ dùng mỹ phẩm tàu để lừa người Việt một cách có danh có phận thì còn ai vào đó. Cái khốn nạn là chúng dùng mấy thứ hóa chất chết tiệt, đóng đóng gói gói rồi phân phối đủ các loại hệ thống mỗi ngày, kiếm tiền một cách bất nhân như vậy, lại được các hiệp hội tung hô là doanh nhân trẻ, do nhân thành đạt, truyền cảm hứng cộng đồng, rồi hết năm hoàng này, nữ hoàng nọ, một lô một lốc lừa đảo và bất nhân từ việc buôn bán kiểu quỷ ma, rồi tung hô kiểu khốn kiếp, trong đó hệ thống truyền thông và không ít người nổi tiếng đóng góp tích cực. Hôm nay bà chủ hàng Việt Nam chất lượng cao Vũ Kim Hạnh đã xin lỗi người tiêu dùng và rút danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao của Asanzo. Vậy bà Hạnh có biết còn bao nhiêu sản phẩm khác đang mang danh hiệu này hay không? Còn bao nhiêu thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao đến từ Quảng Đông, Quảng Tây, Hồng Kông như Asanzo, thưa bà. Và các hiệp hội khác công nhận những mỹ phẩm của các doanh nhân trẻ, người giàu mới, hoa hậu kem trộn đâu rồi, hay nói gì đi chứ với cái mỡ sản phẩm Trung Quốc độc hại đang bôi lên da mặt người Việt mỗi ngày kia, đâu hết cả rồi. Đúng là xã hội cái gì cũng giả, mỗi việc lừa đảo là có thật. Hơn cả ám sát hàng Việt, bài viết của tác giả Mai Cúc Ấn được đăng trên báo Tiếng Dân. Hãy nhìn thật kỹ tiêu đề và chắp bài báo này, nó chạm được vào cảm xúc yêu nước theo một nghĩa nào đó, và đớn đau làm sao, cái thương hiệu được cho là góp phần chặn đứng bước tiến của hàng Trung Quốc đã bị vạch trần rằng thứ hoàn toàn made in China về bản chất. Đó là một đòn ám sát về mặt kinh tế, hãy tử tưởng tượng những sản phẩm đội lốt Việt Nam ấy sẽ vươn ra thế giới và bị bóc trần bằng những đòn trừng phạt kinh tế của các đại thị trường như Mỹ, EU hay Nhật, Úc, Ấn Độ. Khi ấy nền kinh tế quốc gia trọng thương và nhân dân thì tổn thất gấp đôi, ngoài mất tiền còn là mất niềm tin. Có một thuyết âm mưu rằng báo tuổi trẻ và báo phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh đã được bật đèn xanh để đánh hàng tàu đội lốt. Điều này được đưa ra bằng các luận điểm liên quan đến cuộc chiến thương mại Mỹ Trung và các hệ lụy của nó nếu Việt Nam trở thành sân sau để hàng tàu vươn ra thế giới. Kể cả có như giả thuyết ấy thì cũng là một tín hiệu tốt, vì rõ ràng chơi với kẻ thâm như tàu đã được cha ông truyền đời nhắc nhở rõ ràng Điều tốt quá ít mà nguy cơ và hậu quả lại quá nhiều. Vẫn là một tín hiệu tốt khi đến thời điểm này, năm ngoái có một doanh nhân đã hỏi tôi nghĩ gì về dòng tiền Trung Quốc. Đó là một câu hỏi chung chung nên tôi cũng đáp án khá chung chung. Anh có nhớ cuộc súng đường phản đối giàn khoan HD981 hay không? Tôi nghĩ đến một cuộc súng đường nào đó tương tự trong tương lai với thứ giàn khoan ở nhiều dạng khác nhau đang khoan thủng lỗ chỗ nền kinh tế quốc gia này từng ngày từng ngày một. Thế giới đang vận hành rất nhanh và kiểu dự đoán mang màu sắc hoa sữa tháng 5 sẽ khó mà tồn tại mãi. Tại các quốc gia hiện nay, đám đông vẫn giữ được thuộc tính cơ bản của thứ chủ nghĩa dân tộc thuần túy và theo một cách dân túy đầy thông minh như Tổng thống Trump với khẩu hiệu Keep America Great, giữ nước Mỹ vĩ đại, đã cho thấy xu hướng dân tộc chủ nghĩa và các bản sắc truyền thống đang ở thế chủ đạo. Vấn đề là sau khi phát hiện ra thích khách Asanjo sẽ là gì? Đây là điều xứng đáng quan tâm nhất bởi nếu nhìn quốc gia này dưới góc độ của quyển sách lời thú tội của một sát thủ kinh tế, tác giả John Perkins, thì cuộc ám sát không chỉ đơn thuần trên một lĩnh vực hay một mặt hàng, nhân dân nên lo no lắng bởi thực sự nhân dân nói chung không rõ trong những thiết bị tưởng chừng made in Việt Nam như cục phát wifi hay cây bút bi, xe gắn máy, xe hơi, máy quạt, nồi cơm điện, tủ lạnh, tivi, vân vân có con chip nào mà Bắc Kinh cài cắm hay không. Tôi thấy về mặt này, lực lượng vũ trang mới cần phải lo nhất. Trước khi có các cảnh báo về tình báo công nghệ, vỏ bọc Huawei thì có rất nhiều thiết bị, viễn thông chẳng hạn, ruột tàu, vỏ Việt đã tràn lan. Nghiêm túc mà nói, ông chú Việt theo cũng có phần bởi một thường dân chịu mày mò như tôi còn tìm ra được đâu là phần ruột tàu trong thiết bị cơ mà. Cảm nhận rõ dần của người viết là có một sự chuyển động nội tại của hệ thống chính trị. Như mọi cách thức dân túy khác, tôi không tin vào những khẩu hiệu kiểu giúp Việt Nam vĩ đại đơn giản đó là cuộc phân chia dòng tiền và rõ ràng dòng tiền không mang màu sắc của quân bình chướng, chí ít cũng an toàn hơn. Cũng khoan vội mừng, thưa nhân dân, những cuộc cắm rễ vào lòng tham người Việt, những đợt gieo giống mang màu sắc chuyên gia và nhân công nước lạ, không phải chỉ mới gần đây mới có mà diễn ra chừng tám thập kỷ nay rồi. Những trận thiệt quân mất tướng như trận Lão Sơn giai đoạn giữa năm 1984 do nội gián đã không ít lần diễn ra trên chiến trường kinh tế hãy tìm lời cảnh báo của tướng trương giang long trên youtube nếu bạn chưa hiểu giá trị việt phải từ người việt giá trị việt càng không thể nhân danh mà không bị trả giá hãy quan sát tiếp cách xử lý của những kẻ đứng sau asanzo và những thương hiệu cùng cách làm ruột tàu vỏ việt để nhận định thêm về xu hướng có dấu hiệu tốt là thúc đẩy nền sản xuất nội tại và khối kinh tế tư nhân không có hai trụ cột này trong khi có những cú đấm thép mang tên kinh tế nhà nước từng đấm vỡ mặt ngân sách từ thuế của dân vẫn sừng sững thì cuộc ám sát thương hiệu việt sẽ còn kéo dài yêu nước là dùng hàng việt đúng nhưng cũng cần hiểu bài tàu cũng chỉ là một bài để chính danh củng cố lại quyền lực cai trị mà thôi một thể chế tốt sẽ phản gián bọn tình báo kinh tế lúc chúng không ngờ nhất như cách EU, Mỹ, Nhật, Úc và phần nào là Ấn Độ đã bắt tay đánh hội đồng Bắc Kinh chứ không phải phụ thuộc vào Trung Quốc từ những con ốc bé xíu đến đường cao tốc đường sắt trên cao đầy bậy bạ. Trước đó truyền thông trong nước đưa tin hôm 21 tháng 6 trước nghi vấn Asanzo là hạt Trung Quốc đội nốt Việt Nam ông Phạm Văn Tam cho biết sản phẩm Asanzo không phải made in Việt Nam mà xuất xứ tại Việt Nam. Vietnamnet đưa tin. Ông Phạm Văn Tam cho rằng việc Asanzo nhập các linh kiện từ Trung Quốc về để lắp ráp thành sản phẩm không có gì mới. Tuy nhiên, khi gắn nhãn mác bao bì cũng như trong giấy bảo hành, Asanzo ý thức việc đó nên cũng chỉ ghi xuất xứ Việt Nam thay vì made in Việt Nam trên sản phẩm của mình. Cũng theo ông này, thời điểm nửa đầu năm 2018 trở về trước, Asanzo vẫn còn lắp ráp các mặt hàng điện gia dụng. Tuy nhiên khoảng một năm trở lại đây, Asanzo không còn lắp ráp các mặt hàng điện gia dụng nữa. Asanzo đã giao nhóm ngành hàng này cho các công ty phụ trợ. Chính vì vậy, kể từ thời điểm đó, trên thị trường xuất hiện hai dòng sản phẩm khác nhau như cùng model và logo Asanzo. Nhánh thứ nhất bao gồm các thiết bị điện gia dụng đã được Asanzo lắp ráp trong nửa đầu năm 2018 trở về trước và gắn nhãn Việt Nam. Với nhánh thứ hai, những thiết bị này được các công ty phụ trợ của Asanzo nhập khẩu về Việt Nam và có xuất xứ từ Trung Quốc. Theo ông Phạm Văn Tam, Asanzo đang nhượng quyền cho một vài công ty khác sử dụng thương hiệu của mình. Do vậy, Asanzo không có khiếu nại trước việc những đơn vị này thuê nhà sản xuất Trung Quốc, đóng logo Asanzo vào sản phẩm điện gia dụng, rồi nhập về bán tại thị trường trong nước. CEO của Asanzo cho rằng, Công ty của ông có thế mạnh về mảng đồ điện tử nên đang tập trung vào việc sản xuất các mặt hàng này với việc nhượng quyền các sản phẩm đồ gia dụng dù đã ngừng sản xuất Mục đích của hành động này là muốn các cửa hàng và đại lý Asanzo đa dạng hơn về mặt hàng và từ đó có thêm thu nhập.